mọi người, sản phẩm trong video này là một chiếc nồi hấp đa năng Ava với mã sản phẩm là H280, có dung tích 12 lít. Nồi có thiết kế nhỏ gọn cho nên là mọi người hoàn toàn có thể đặt trên bàn ăn, vừa nấu ăn và vừa thưởng thức luôn. Tổng quan thì đây là kích thước của các khay và có tổng cộng 3 tầng như thế này nên là sẽ hấp được nhiều đồ ăn cùng một lúc. Vì vậy mà nó phù hợp sử dụng cho những gia đình đông người hay là các bữa tiệc nhỏ chẳng hạn. Về chất liệu thì vỏ nồi làm bằng nhựa BB và PC, lòng nồi làm bằng nhựa BB, còn mâm nhiệt làm từ inox 304. Phía bên trên phần nắp có một lỗ thoát hơi nên là mọi người lưu ý khi dùng nha. Chiếc nồi hấp đa năng này của Ava được trang bị công suất hoạt động 800W, dễ dàng điều chỉnh bằng bảng điều khiển cảm ứng với các chương trình như sau. Bên cạnh đó thì nồi cũng có một số tính năng nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng như tự ngắt khi quá nhiệt, cảnh báo bằng âm thanh khi nước cạn. Vào giữa tháng 7 thì máy đang có giá bán như sau. Còn đây là một vài sản phẩm cùng phân khúc, mọi người có thể tham khảo thêm nha. Và video này thì đến đây thôi, hy vọng là nó hữu ích với mọi người. Đừng quên cho kênh YouTube của Điện Máy Xanh một like và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.